Vâng, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của em, Tuấn RMIT Invest. Thì như những cái gì mà em đã tiếp tục truyền tải cho tới các anh chị chúng ta trong những cái video vừa qua, cũng như là các cơ hội để chúng ta có thể là ra bớt hàng cũng như là hạ tỷ trọng theo như kế hoạch mà em đã đề ra trong những cái video vừa rồi của chúng ta, đã thấy rất là rõ là thị trường ta đã vận động khá là yếu trong những ngày vừa rồi, đúng không ạ? Thì em cũng không biết như thế nào, nhưng mà thật sự là hôm nay em vẫn tiếp tục cho các anh chị trong nhà đầu tư khách hàng của em vẫn tiếp tục ra hàng. Đấy, các anh chị thấy đúng không? Đấy, vẫn tiếp tục ra hàng, cả Techcombank này em cũng ra trên, tiếp tục chốt trên 57 này, STB cũng trên 31 là như xong, VPBank đó cũng bán, MSB và ngay cả một số mã cổ phiếu nó có hồi lên vào phiên đầu phiên sáng này em cũng ra kế hoạch là em bán ngay lập tức. Đấy. Thì đó, ngoài ra cả HBG em cũng phải cho bán cơ, bởi vì ở vùng này HBG nó cũng đã cho thấy cái sự yếu đi của mình rồi. Đó. Thì một số nhiều, bởi vì em cũng thấy rất là nhiều trên các diễn đàn là hô mua. Thì em không biết là ở đây mục đích mua để làm gì, hay là chúng ta chưa có rõ cái xu hướng là nó đã tạo đáy hay xong hay chưa. Cứ liên tục mà nó cứ test, nó nhúng về này. Các anh chị chúng ta thấy nhá. Để em lấy ví dụ về một mã cổ phiếu đi cho các anh chị chúng ta dễ hình dung. Ví dụ MBB. Đây, MBB khi mà nhé, đây ví dụ như là khi mà MBB nó có những cái dịp mà nó nhúng về lại những cái vùng thấp như 41.6 đi, thì những cái lệnh kê mua ở dưới á, nó không có bao nhiêu cả, cho nên là nó kích hoạt cái đà bán rất là nhanh từ giá 42.3 lúc đó, 42.5, 42.3 đấy, nó bán cái vèo một cái xuống giá đỏ, thì hầu hết là nó bán những cái lệnh là phải nói là tương đối là lớn. Chúng ta sẽ bật cái đây này, coi mức giá nhé. Đây, bán tương đối là nhanh và bán tương đối là lớn, mà chủ yếu là nó cứ xả ở phần dưới này, phần trên này. Đấy, và về dưới đây là hầu như là nó không bán nữa, mà nó sẽ ăn hàng lại một phần chút xíu để nó kích lại cái lượng cầu của các chị nhà đầu tư bà đã bán tháo ra đấy, bán tháo theo cái tâm lý hoảng sợ đấy. Đấy, thì nó lại kích lên và quay trở lại, nó lại đóng cửa ở mức quanh gần tham chiếu. Thì nó cứ như thế, nó sẽ thể hiện cho các anh chị chúng ta một cái mức độ gọi là dụ các anh chị nhà đầu tư chúng ta tham gia vào ở những cái giai đoạn là với cái vùng giá như là 42 hoặc là trên 42. Đấy, nó là như thế. Hoặc là ngay như cả Techcombank em cũng không thấy có cái sự gọi là an toàn cho lắm, cho nên là cũng ra bước vào đầu phiên ngày hôm nay, cũng giá ở vùng giá trên 57 rồi, thì là cũng một phần cũng tương đối là ok. Đây, bản thân em cũng có ra đây. Đây ha, bán Techcombank này, hồi lúc sáng này. Đấy. Đó, thì nói chung là cứ an toàn ở vùng này thôi, bởi vì hôm qua cũng đã thoát hết mớ khi mà có những cái nhịp hưng phấn rồi, thì hôm nay cũng tiếp tục lên đầu phiên, nó kéo xanh nhẹ một cái là thôi, cứ nên ra bớt cho an toàn, chứ chẳng việc gì mà chúng ta cố gắng hoặc là chúng ta kỳ vọng quá là lớn ở vùng này nữa. Bởi vì sao? Thứ nhất là những cái nhịp như thế này này nhá, những cái nhịp mà thị trường chúng ta nó như thế này thì rất là dễ sẽ xảy ra những cái nhịp mà nó bull trap lên. Các anh chị chúng ta thấy nó có những nhịp hồi thì các anh chị, đó là cái cơ hội để chúng ta hạ tỷ trọng đấy, chứ không phải là chúng ta để mua vào đâu. Y như những cái nhịp mà như thế này, các anh chị thấy không ạ? Cũng là những cái phiên mà hồi lên này tạo ra những cái nhịp ở đây. Các anh chị thấy cái vùng này nó y chang như MB Bank trong phiên ngày hôm nay không ạ? Cái cây nến ngày 22 tháng 1 này của VN-Index nó y chang MB Bank trong phiên ngày hôm nay. Đấy, các anh chị thấy không? Đấy ha, ngày mai khả năng là nó vẫn còn neo lại một chút xíu, nhưng mà hoặc là có thể là ngày mai là cái phiên T3 của cái viên mà bắt đáy này nó về sẽ có những áp lực bán nhất định tương đối đấy, nên là các anh chị chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần thêm một cái cú lượng của ngày mai nữa nhá. Rồi chúng ta sẽ có một số những cái xác nhận cũng như là những cái nhịp mà chúng ta xác định cái xu hướng tiếp theo của thị trường trong cái ngắn hạn là như nào. Thì em cũng thấy rằng là khá là nhiều người họ phân tích rằng là hôm nay là vô nó thấp thì nó lại đạt một cái mức gọi là an toàn, hay là nó cũng không có gì là quá xấu. Nhưng chúng ta sẽ hãy nhìn lại ở phần này giúp em. Nhìn lại ở đây nhé, vô này cũng bắt đầu nó cho thấy cái sự thấp dần đi này, cũng có thấp đi ha, thấp thì cũng có thấp đấy, rồi sau đó cũng lại tiếp tục đi bụi này, rồi quay trở lại với cái nhịp mà hồi tháng 6 của chúng ta, cũng là một cái nhịp, những cái nhịp mà nó đi xuống tạo một cái vô này rất là thấp đúng không các anh chị? Cũng lên nhưng mà có qua được cái phần cái cây wash out mạnh như thế này đâu. Đấy, cái cây là cây bán tháo này. Đấy, thì có qua được cái cây này đâu. Đấy, thì cho nên là sẽ còn một cái nhịp nào đó, thì vô nó cũng ở đây cũng thấp tè chứ nhiều. Đúng không? Các anh chị thấy rõ không? Vô nó đây nó cũng thấp nhá. Thế thì tại sao nó không hướng lên? Thì đó chính là cái việc mà để em giải thích rõ hơn, đó chính là cái việc mà nhà đầu tư họ không có muốn mạo hiểm, họ không có muốn mua vào. Tại vì sao? Chúng ta thấy được rằng là khi mà thị trường chúng ta đi lên, nó tính bằng cả tuần, cả tháng, thì nó mới, ví dụ như là VN-Index chúng ta đi từ ở vùng 1380 nó lên vùng 1420, nó mất khoảng tầm một tuần. Nhưng mà chỉ cần trong một phiên nó có thể là nó mất ngay cả 50 mấy điểm, 56 điểm, gần 60 điểm. Đấy, các anh chị thấy không ạ? Là cái mức độ nó khủng khiếp lên như thế nào. Cái nghịch lý của thị trường chúng ta nó là như vậy. Một khi mà những cái nhịp này này, trên những cái đường đi á, các anh chị chúng ta không bán đâu. Bởi vì cứ thấy nó còn lên thì chúng ta cứ càng hy vọng. Chỉ khi nào mà nó có cái lực mà nó bán mạnh xuống rồi á, thì các anh chị chúng ta mới nháo nhào, chúng ta thay nhau, chúng ta đem đi, chúng ta bán. Đấy, thì nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng tâm lý đám đông rất là mạnh, và chúng ta sẽ phải bán ở những cái vùng giá thấp ha. Thì đó chính là những cái nhịp mà anh chị chúng ta hay sai lầm trong cái quá trình đầu tư. Đấy, về ngoài ra nhé, thì hôm qua em cũng có nói luôn là cái sai lầm rất là dễ gặp là các anh chị chúng ta rất là hay cầm nhiều mã cổ phiếu cùng một lúc trong danh mục, ví dụ như 5-6 mã, thậm chí là nhiều hơn thế nữa. Hôm qua em nói rất là kỹ rồi, thì các anh chị chúng ta có thể hãy xem lại cái video này. Đó. Và cả những cái video chiến lược mà em đã đề ra trong cái nhịp thứ ba vừa rồi em cũng có nói rất là kỹ nhé. Tận dụng những cái nhịp hồi phục lên thì ngày mai nếu như mà có nhịp mà nó xanh ấy, thì em cũng mong là nó xanh thôi. Thật sự là em cũng mong là nó xanh thôi. Xanh thì em sẽ bán ra hàng với một cái mức giá cao hơn thì đỡ lỗ hơn thôi, chứ chẳng có kỳ vọng là nó về bờ nổi đâu. Đấy, bởi vì nó đã có một cái phiên mà wash out mạnh như thế này rồi ấy, thì những cái nhịp sau thì sẽ tính là những cái nhịp mà bull trap để dụ nhà đầu tư vào. Đấy, và các anh chị chúng ta sẽ thấy được rằng là cái mức độ mà ngày mai phiên T3 về nó sẽ bán ra như thế nào nữa, thì chúng ta sẽ càng có cái lý do để mà chúng ta xác định cái xu hướng trong những cái nhịp ngắn hạn sắp tới đó là như thế nào ha. Thì đó là cái VN-Index. Về VN-Index chúng ta thì đó là phiên ngày mai có thể là nó sẽ có những áp lực bán và tiếp tục lại cứ test ở vũ, nó cứ đánh tàu lượng như thế này, cứ hễ mà nó rút chân xuống, nó thể mà nó đạp xuống á, thì nó lại giống như tạo một cái lực cầu ảo để mà nó đẩy những cái lệnh lên. Đấy, nhưng mà một khi mà nó đẩy lệnh ảo lên một cái mức giá xanh rồi ha, ví dụ giá xanh rồi, thì nó lại bắt đầu nó bán những cái lệnh lớn xuống ngược trở lại. Đấy, thì có phải là các anh chị chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ kẹp hàng không? Hay thậm chí những các anh chị nào trong phiên ngày hôm qua chúng ta đua giá xanh, hôm nay chắc chắn các anh chị chúng ta cũng trong phiên chắc cũng có lúc mà phải xanh mặt luôn á, đái ra quần luôn á, thật sự mà ha. Cho nên là đừng có mạo hiểm bắt khi mà mua đuổi những cái phiên mà phục hồi lên như thế này. Đây chỉ là những cái nhịp mà bull trap lên thôi này ha. Nên là các anh chị chúng ta lưu ý giúp em ở vùng này nhé, hạn chế tối đa việc mà mua mới trong những cái nhịp gần đây, để mà chúng ta, một là các anh chị chúng ta hạn chế mua mới, hai là nếu mà các anh chị chúng ta bắt được đáy ở trong những cái phiên này này, đấy, bắt được trong đáy ở những cái vùng dưới này này, đấy, thì hạn T3 về các anh chị chúng ta có thể bán bớt đi, hoặc là chúng ta có thể lướt trên cái phần mà T0 cũng được, cũng rất là ok, không vấn đề gì ha. Rồi, và cái kịch bản đây em cũng nhắc lại ha, tương tự như tháng 1 bia cháp này sẽ có thì khi mà hồi lại về những cái nhịp bull trap ở đây, và sau đó là sẽ có những cái nhịp mà nó test là đây này. Y chang với lại hồi tháng 1 thôi, test là đây cứ nghĩ là nó sẽ còn khỏe đúng không? Nhưng mà em nghĩ là nó sẽ còn rơi đấy nhá, nó sẽ còn rơi và nó sẽ ít nhất là nó sẽ về lại gần quanh cái đường EMA 200 nhé. Đây, y như hồi tháng 1 vậy. EMA 200 này sẽ về gần quanh cái vùng này và nó sẽ bật tăng trở lại rất là mạnh. Đấy, thì nó đã được kiểm chứng 2 lần rồi. Thứ nhất là vùng này. Thứ nhất là quanh hồi tháng 10 ha. Thứ hai là cái dịp mà tháng 2 vừa rồi. Đấy, tháng 2 tháng 1 vừa rồi về lại cũng gần quanh ở đây này, cái biên cái khoảng cách nó cũng không bao nhiêu cả, khoảng tầm 4%. Ở đây thì cũng khoảng tầm 4-5-3% này. Đấy, thì đâu đó nhịp này nhá. Nó cứ rà ở đây thì đâu đó khoảng tầm đây có thể về lại 1250, hoặc có thậm chí là về một vùng 1220 đó. Đây này là cái vùng mà em dự kiến là nó sẽ bật mạnh khi mà nó về nó chạm ở đây nhá. Thì nếu mà nó thủng luôn cả cái đường này thì thôi là chắc xấu đấy nhá. Rồi thì cũng không hy vọng đâu, em nghĩ là thị trường này chúng ta sẽ còn đi trong cái kênh xu hướng tăng này đến cuối năm, chứ chưa hết thế nào mà hết được. Bởi vì dịch bệnh còn thì các anh chị chúng ta cứ tự tin rằng là thị trường chúng ta còn lên thôi ha. Rồi, nhưng mà để mà tránh được những cái nhịp mà ngắn hạn mà chúng ta bị thua lỗ nặng á, thì chúng ta nên nhá, em nói là nên chúng ta ra hàng bớt để mà chúng ta chủ động ở những cái nhịp sau, chúng ta sẽ chọn lại những mã cổ phiếu mạnh, chứ chẳng dạy gì mà chúng ta cứ cầm chúng ta ôm lỗ rồi đến những cái lúc mà phần phía sau thì chúng ta lại bị động, đúng không ạ? Chúng ta bị động, chúng ta không chọn được những mã cổ phiếu mạnh, có cái sức phục hồi cũng như là cái sức tăng trưởng nó mạnh hơn những mã cổ phiếu chúng ta đang ôm lỗ. Đấy. Thì chắc chắn rằng là một lúc nào đó nó cũng sẽ hồi về lại những cái vùng giá mà các anh chị chúng ta đã mua ở những vùng giá này. Đấy, nhưng mà thực sự là các anh chị chúng ta sẽ phải đợi rất là lâu. Nếu mà các anh chị chúng ta cầm bằng tiền mặt á, thì em không có đánh giá gì. Đấy, còn mà các anh chị chúng ta dùng margin với cái tỷ lệ là khoảng 0.5, 0.6 á, các anh chị chúng ta cứ nâng lên khoảng tầm 0.9 cho đến 1 đi cho nó an toàn ha. Đó thì bây giờ này em cũng không phải là em bán xong rồi thì em hô nó như thế này đâu. Thực sự là em đứng ở mức trung lập, em hoàn toàn nhận xét ở mức trung lập, chứ em không có thiên về bất kỳ một cái chiều nào cả ha. Lúc nào em cũng phân tích theo cái xu hướng trung lập, chứ không có phải là cứ thấy mà em bán hết hàng xong rồi là em đi hô mọi người em bán cùng. Đấy, không phải như thế. Thì hôm nay chủ yếu là các mã cổ phiếu trong VN30 nó đè chỉ số chúng ta rất là lớn, những mã cổ phiếu chủ ha, như VIC này, Vietcombank này, Novaland, Vinhome, VPBank, HBG, Vinamil, GVR, VRE và CTG. Đấy, mỗi mã giảm đầu cả hai giá mấy này ha. Đó. Thì nhìn chung là hôm nay là cũng là do là cái áp lực bán nó đến từ việc những mã cổ phiếu chủ nó đè nhanh. Đấy, nhưng mà ngược lại thì cũng có một số mã nó đang đỡ tốt, ví dụ như là Masan này, thật sự là khá là tiếc đối với Masan. Và ngay cả MDLG nữa, vì ở hai cái mã cổ phiếu này là em đã chọn trong những cái nhịp trước ở cái vùng chân sóng cơ. Đây này, chọn từ những cái vùng ở đây, và thậm chí là Masan là chọn từ những cái vùng 104 nữa cơ. Đấy, quanh vùng này nữa này. Nhưng mà không giữ được cho tới hiện tại, và bữa giờ là cứ chốt quanh ở vùng này mất tiêu rồi này. Đấy, chốt trước cái nhịp rơi này. Đấy, thì cho nên là hơi xui một chút xíu. Nếu mà giữ thêm nhé, nếu mà tự tin và dũng cảm mà giữ thêm thì có khi là ăn đậm hơn rất là nhiều rồi, và cũng không cần quan tâm đến VN-Index nó đang vận hành như thế nào luôn. Đấy, ngay cả MSB cũng vậy. Đấy, cũng đã bán quanh cái vùng đỉnh, gần vùng đỉnh này nè, bởi vì đã sợ là cái khúc này là nó sẽ có chỉnh đấy. Đấy, nhưng mà không, nó đánh lên ghê quá, sợ quá. Rồi thì đó là những cái nhận xét của em về cái thị trường chung của chúng ta. Đó, nên là các anh chị chúng ta có thể tùy cái quyết định của mình. Đấy, ngày mai em nghĩ là nó sẽ có những cái nhịp mà nó xác nhận cái xu hướng nó rõ ràng hơn để các anh chị chúng ta quyết định thôi ha. Còn cái việc mà em đưa ra cái kịch bản các anh chị chúng ta tham khảo ở đây thì chúng ta có thể follow theo, còn không thì thôi nhé. Thì tùy, bởi vì tiền của các anh chị mà chứ em cũng không có quyền mà quyết định. Thì hôm nay những cái mã cổ phiếu trong dòng ngân hàng cũng có cái sự điều chỉnh nhẹ trở lại. Đấy, và sau khi mà một cái nhịp mà hồi hôm qua nó quá là nhiều đi thì hôm nay nó chỉnh lại, thì các anh chị chúng ta cũng đã thấy là nếu mà sáng nay các anh chị chúng ta có những lúc mà nó xanh thì các anh chị chúng ta ra hàng thì nó lại ok hơn rồi, đúng không ạ? Đấy, như ACB hôm nay cũng có xanh lúc phiên sáng thì đó, chúng ta cũng có thể tranh thủ chúng ta ra thì có phải là nó đã được giá hơn hôm nay trong cuối ngày, đúng không ạ? Đó. Rồi ngay cả BID, em nghĩ là BID thì ở vùng này các anh chị chúng ta cũng không nên bán, mà nếu mà có muốn đầu tư về trung hạn, em nghĩ vùng này các anh chị chúng ta cứ giữ đi. Em nghĩ là nó không có thể nào mà rơi thủng sâu xuống như những cái nhịp trước ở vùng 40, 41 đâu. Khả năng nó về lại ở vùng 43 là cùng mà. Đấy, cứ kệ nó, cứ về, nếu mà nó có thủng về lại 43, 44, các anh chị chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta mua vào thôi. Nếu mà các anh chị chúng ta muốn đầu tư về trung hạn ha. Rồi, tiếp theo CTG. Đấy, CTG hôm nay đóng cửa tương đối là xấu, đóng cửa mức thấp nhất phiên. Thế thì tại sao mà cứ hồi phiên sáng và ngay cả hôm qua em cũng có nói rồi. Nếu như mà nó có hồi lên ở vùng 39 cho tới vùng 40 thì các anh chị chúng ta cứ ra hàng. Nếu mà các anh chị bảo em nói sai thì các anh chị chúng ta cứ xem lại cái video ngày hôm qua. Đều là những cái vùng mục tiêu mà em đã nhắm nó có thể đạt được trong ngày hôm nay thì hoàn toàn các anh chị chúng ta có thể đều ra được hết ha. Rồi, HD Bank, hôm nay HD Bank em cũng cho xử hết ở trên vùng 36.5 vào phiên buổi sáng rồi. Đấy, cũng cho xử hết, quanh vùng 36.5 là cho xử hết. MB Bank thì đó, MB Bank cũng khả năng là về trên được 42 chứ không thể nào vượt được vùng 43 đâu, bởi vì đây là vùng đỉnh này. Rất là nhiều nhà đầu tư vẫn đang kẹp hàng ở đây, thì em nghĩ rằng là khả năng nha, ngày mai nó sẽ còn một cái phiên đi ngang nữa quanh vùng 42 cho tới vùng 42.5, thì cứ tận dụng cái nhịp này để mà chúng ta ra bớt hàng đi để mà nó giữ cho chúng ta một cái mức an toàn nhé. Còn mà các anh chị nào muốn ăn để nhận cổ tức trong phiên thứ hai tuần sau thì em cũng không có ý kiến gì. Đấy. Rồi tiếp theo STB phiên ngày hôm nay em cũng đã cho xử nốt luôn vùng giá trên 31 rồi, đều là những cái mức giá tốt nhất trong ngày. Đấy, cũng không thật sự là tiếc gì hết á, bởi vì đã chốt một lần ở vùng 32.8 cho tới vùng 33 rồi. Đấy, các anh chị chúng ta thấy cái phiên mà đúng ngay cái phiên mà nó rơi này cũng đã chốt một phần gia tăng, em cũng đã có show cho các anh chị chúng ta hết rồi, cũng đã chốt một phần gia tăng ở quanh vùng mà 32.8 vùng 33. Đấy, và những cái nhịp như thế này nó có hồi lên, em vẫn tiếp tục em cho ra hàng và đã quyết toán hết STB ở trên vùng 31. Đấy, coi như là xong. Hôm nay thật sự là muốn quyết toán hết những mã cổ phiếu này, ngân hàng khi mà có những cái nhịp mà nó tăng buổi sáng ấy. TPBank thì cũng hơi đáng tiếc bởi vì có những cái nhịp mà nó tăng lên tới tận 30, gần 39 cơ. Nó gần 39 cơ, nhưng mà em cũng cho rồi. Trên 38 là các anh chị chúng ta cứ ra hàng hết đi. Đấy, nó cũng kéo ảo đúng không? Đó, và sau đó cũng bị đạp về lại dưới 38 này. Đấy, thì coi như là các anh chị chúng ta chốt trên 38 thì ta cũng đã lợi được một phần tương đối là nhiều rồi, 2% rồi. Đấy, 2% này ha. Rồi Techcombank, hôm nay thật sự là Techcombank em cũng đó, hồi nãy cũng có cho các anh chị chúng ta xem chốt trên vùng 57 đúng không? Cũng là một cái mức giá tốt ở trong ngày. Đó, và cũng không phải là gì lo lắng khi mà Techcombank là nó vẫn giữ được vùng giá xanh ngày hôm nay là vùng giá tham chiếu ha, tham chiếu thôi. Nhưng mà nó vẫn giữ được so với là cái mức mở cửa là một cái gap down ở vùng 55.6, 55.5 này. Đó. Thì mặc dù là biết là nó sẽ không có xấu đâu, và em nghĩ là nó sẽ còn tăng bởi vì đây là mã cổ phiếu khỏe mà. Đó, nó vẫn khỏe nhá, chứ không phải là không, nhưng mà cứ canh chúng ta chốt bớt một phần cũng chẳng có gì là xấu cả. Thế thì cứ chúng ta giữ một cái mức an toàn cho những cái mã cổ phiếu khác cũng là một cái điều đương nhiên thôi ha. Đấy, và em cũng còn cầm đây, vẫn còn đang cầm khoảng tầm 5.000 để mà tùy theo cái vận động của thị trường mà cứ thế rồi kia thôi này. Đấy. Còn 5.000 ở đây. Vẫn cầm từ mức giá 52.5 cho nên là em cũng chẳng sợ mấy đâu. Thực sự là như vậy. Đó. Đây này, cầm những cái vùng ở đây này. Đấy. Nền này là nền ngắn ha các anh chị ha. Chúng ta có thể cầm được. Đó. Còn các anh chị chúng ta cầm dưới cái nền này nữa thì nó lại đẹp hơn. Đấy. Bởi vì em cũng đã mua từ những cái vùng nền ở đây. Và sau đó lên đây em cũng lại vượt cái vùng 52.5 cho tới vùng 53 cũng mua gia tăng ở đây. Đấy, thì khi mà nó lên được tới đây thì em bắt đầu em chốt những cái phần gia tăng, đúng không ạ? Cứ đúng theo cái kế hoạch mà chúng ta chốt. Rồi nếu mà nó có còn tăng nữa thì lại là chúng ta chốt tiếp, thì coi như là cái trung bình mà chúng ta bán ra thì nó cũng phải đâu đó ở vùng 58, nếu mà nó có tăng lên cả vùng 60 thì đâu đó cứ chốt cái bụp ở đây một cái thì có phải là cái giá chốt trung bình của em cũng phải tầm 58 cho tới vùng 59. Đấy, cũng là một cái mức quanh vùng đỉnh rồi, chứ chẳng có thể nào mà chúng ta biết được chắc là 60 có phải là đỉnh hay không. Đấy. Hay là 58 có phải là đỉnh hay không ha. Chúng ta không biết chắc được. Đó. Chỉ có khi nào mà nó đi qua đỉnh á, là nó đi xuống từ đỉnh, nó đi qua rồi thì chúng ta mới biết đó là đỉnh thôi. Và ngay cả đáy cũng vậy, chúng ta đi qua cái đáy rồi thì chúng ta mới biết đó là đáy ha. Rồi thì đó là những cái mã cổ phiếu nhằm ngân hàng. Ngoài ra có cả Vietcombank thì ở vùng này đó, hôm qua nó cũng bị đè chỉ số rất mạnh. Đó, và sau đó nó kéo ngược trở lên thì các anh chị chúng ta cũng nên chú ý là chúng ta hạ ra bớt Vietcombank đi nhé. Bởi vì nếu mà thật sự hạ thì phải hạ từ những cái vùng từ 113, 114 này, những cái nhịp mà nó kéo lên như thế này này. Đấy, thậm chí là phiên ngày hôm qua nó kéo lên thì em nghĩ là cũng nên ra hàng bớt rồi, chứ mà về lại đây nhé. Ngày mai nếu mà nó có phiên mà nó tăng lên lại tầm 112, 113 thì em nghĩ cũng nên ra. À, coi như là vùng này là coi như là em chỉ nên canh chốt dòng ngân hàng thôi, chứ em cũng không có giữ nữa. Đó là cái quan điểm của em ở nhịp này. Đấy, và ngay cả chứng khoán vậy, coi như là chứng khoán là các anh chị chúng ta ai cũng cười em phiên ngày thứ Sáu em chốt ngay cái vùng này này. Ví dụ như phiên ngày thứ Sáu em đã báo chốt hết thì đây là cái vùng giá là tốt nhất rồi, chứ không còn gì nữa, đây là đỉnh của chóp luôn rồi. Đấy, coi như toàn bộ dòng chứng khoán là trong room khách hàng của em là đều chốt hết ở trong phiên ngày thứ Sáu vừa rồi. Đấy, thì đó cũng là một cái thành công nhất định trong những cái nhịp mà nó chứng kiến những cái nhịp mà nó rơi như thế này, đúng không ạ? Thì các anh chị chúng ta cứ canh chúng ta chốt thôi, những cái nhịp phục hồi lên như thế này chúng ta cứ canh lên chúng ta chốt thôi, không chốt được ở đỉnh này đâu, chắc chắn rồi. Mà cứ quanh chốt được ở vùng gần đỉnh, dưới chân đỉnh như thế này thì cũng khá là ok, chứ chẳng việc gì. Thì nó sẽ còn rơi rất là nhiều đấy, các anh chị chúng ta cứ để ý đi ha. Em nghĩ là dòng chứng khoán sẽ có những cái nhịp mà nó chỉnh tương đối là mạnh nè. Đó, chúng ta coi lại, giống như SSI nhé, cũng đi từ những cái vùng chân sóng ở đây lên được khoảng tầm 100%, đúng không ạ? Và sau đó điều chỉnh lại bao nhiêu? Điều chỉnh lại tới gần 30% từ vùng đỉnh nhé, từ vùng đỉnh. Thì đấy có phải là một cái mức mà các anh chị chúng ta đã thiệt hại rất là nhiều đúng không ạ? Và chúng ta phải chờ lại khá là lâu. Đấy. Và ngay cả ở nhịp này cũng vậy. Đây, từ những cái nhịp mà nó bứt thoát ra khỏi cái vùng kháng cự nhé, em tính là từ vùng 36, nó cũng đã đi lên được khoảng tầm 65%, 64, bao nhiêu trên 60% đi. Đấy, 60% đúng không các anh chị? Thì khả năng đâu đó nếu mà nó có chỉnh nhịp này nhé, từ vùng đỉnh đây, đâu đó cũng phải là 15, 20% cho tới thậm chí là 25% đấy. Em nghĩ là sẽ về đây này. Đấy, nó sẽ về, nó có những cái kiểm định lại ở phần những cái gap ấy các anh chị. Đây này, các anh chị thấy những cái phần gap này nó đã nhảy không? Đây ha, những cái phần gap này coi như lấp một cái gap này, sang lấp cái gap này, còn một cái gap ở đây, nó lấp luôn cả cái gap này. Đấy, thì các anh chị chúng ta cứ xem đi. Đấy ha, thứ nhất nhá, ở vùng này là có khi là nó về lại tới tận vùng 42 luôn đấy. Ha, có khi nó về lại tới tận vùng 42 cơ. Đấy, và thứ nhất là có một cái gap ở đây này, các anh chị thấy không? Nó đã lấp một lần rồi ha. Nó đã lấp một lần rồi thì khả năng nó về lại quanh vùng 44 cho tới vùng 45 là tương đối là cao. Đấy, và nó sẽ có những cái nhịp mà nó cân bằng trở lại ở vùng này. Em cũng nốt lại ở đây, nếu mà sai thì các anh chị chúng ta có thể kiểm chứng, mà đúng thì các anh chị chúng ta cũng có thể xem. Đấy, sẽ về đây, nghĩ lẽ ra sẽ về đây. Đấy, hay giống như CTG cũng vậy, đây là cái mã cổ phiếu nó cũng báo hiệu trước cho thị trường chúng ta này. Đấy, nó đánh y chang luôn. Đó, đang có dấu hiệu tạo ba đỉnh ở đây này. Đó, thì ở nhịp trước nó cũng vậy này, các anh chị thấy không? Này ha, về lại đánh rất là kinh khủng. CTG đánh cũng mai giáo đấy, nói thật là đánh cũng mai giáo. Thì đâu đó khả năng là nha, khả năng đây nó về đây này, chúng ta sẽ đo lại nhé. Đây, lên đây từ vùng này, đây đánh break cái vùng này nhé, lên được khoảng tầm 40% này, về lại tới tận vùng đây luôn, ta test lại cả cái đáy trước điều chỉnh đây này. Đấy, các anh chị thấy ha, rất là ghê. Và có thể là khả năng là nó về nó test lại tới tận đây luôn đấy. Đây, test lại tới tận vùng 31, 32 ha. Đây này, vùng 31, 32 đây này. Đấy, có thể là nếu mà ok hơn thì có thể là 33, 32, 33. Ừ. Coi như là tính từ vùng đỉnh nhé. Các anh chị chúng ta đang kẹp ở vùng đỉnh đi. Đấy, đây đó, 20% đấy. Ừ. Đó. Em view nó sẽ về đây này. Cứ về hễ mà nó về lại gần đường EMA 200 là nó sẽ có sức bật lên đó. Con này nó cũng đánh khá là giống với lại VN-Index luôn. Cứ hễ mà về lại vùng đây EMA 200 cái là đỡ lại rất là mạnh. Và sau đó bật lên. Nhanh không? Các anh chị thấy nó bật lên lại rất là nhanh ha. Nó giống như cái định luật mà cái quả bóng tennis đấy. Thì khi mà các anh chị chúng ta quăng một cái quả bóng tennis, nó rơi nhá, nó rơi như thế nào thì nó sẽ có những cái độ nảy đàn hồi lên trở lại. Và nó sẽ có những cái nhịp mà nó đàn hồi lên, đàn hồi xuống. Và khi mà ở một cái mức gọi là cái sự đàn hồi nó gần như là hết rồi thì nó sẽ có những cái nhịp mà nó cân bằng trở lại ha, nó sẽ có những nhịp mà nó cân bằng trở lại thì khi đó nó mới tiếp tục nó đánh lên được. Đó, thì đó chính là những cái định luật về cái chúng ta áp dụng, có thể là về cái bóng tennis khi mà chúng ta đập xuống dưới sàn. Đó. Các anh chị chúng ta cứ hình dung thì cái mã cổ phiếu nó cũng tương tự như vậy đó. Đó. Thì có phải là hôm qua này, đó, có phải là hôm qua các anh chị chúng ta thấy là cái quả bóng tennis nó đập về rất là mạnh về lại cái phần sàn ở đây. Thì có phải là ngày hôm sau nó bật trở lại không? Và sau đó nó lại tiếp tục nó đi xuống này. Và ngày mai có khả năng lại nó lại bật lên một chút xíu. Đấy, và sau đó là rơi, có thể là rơi hoặc là nó có thể sẽ cân bằng lại ở phần này. Đấy. Tùy vào cái lượng cầu của các anh chị nhà đầu tư chúng ta tham gia đủ mạnh để mà chúng ta đỡ được cái vùng giá ở đây hay là không ha. Rồi, tiếp theo nha, chúng ta qua tới VN30. VN30 thì chắc cũng không có phải nói gì nhiều, ngay cả HPG hôm nay em cũng cho thoát ra. Thực sự là cũng không muốn thoát đâu, nhưng mà phải thoát thôi, bởi vì có khả năng nhé, có khả năng nó sẽ về lại quanh tới tận vùng 45 tới vùng 46. Đây, quanh lại cái đường trendline ở đây. Ừ, về lại tới tận vùng này. Thì thôi cứ canh, em sẽ canh hạ bớt một nửa, và nếu mà nó có về đây thì em mua trung bình lại. Chứ không thể thoát hết ha, em sẽ không thoát hết đối với lại HPG, vì khả năng là HPG nó sẽ còn ra những cái thông tin về báo cáo tài chính quý 2 thì khi đó nó sẽ trùng với lại cái nhịp mà nó tạo đáy xong thì chúng ta sẽ mua vào. Đấy. Hạ như thế này thì em chủ yếu là để mà có cái lượng mà tiền mà có thể là bắt đáy ở những cái vùng 45, 46 thôi. Đấy, thì nếu mà các anh chị chúng ta vẫn còn cầm thì không có ngại vấn đề về margin thì các anh chị chúng ta cứ việc nắm ha. Đấy, chứ mà em có khả năng là em view HBG nó có thể về là 45 đấy, hoặc là 44 đấy, quanh vùng này. Rồi, tiếp theo nhé, Masan thì thôi chắc cũng không nói nhiều mới hương khờ thì quá là kinh khủng rồi. Đấy, hôm nay FPT cũng chỉnh nhẹ một chút xíu, cũng tương đối thì các anh chị chúng ta cũng cứ nên cầm thôi, chẳng vấn đề gì thì FPT nó vẫn khỏe chán này nhé. Rồi Vinhome ở những cái nhịp này thì thôi chắc cũng nên ra, em nghĩ là cũng nên ra, bởi vì những cái mã cổ phiếu này nó đang điều tiết chỉ số thị trường chúng ta đang rất là khó chịu đấy. Cái Vietcombank cũng vậy ha, VIC này, VIC thì thôi em cũng thoát rồi, đấy gãy rồi ha. Nó đã xác nhận cái xu hướng giảm rồi thì cũng không có tham gia ở vùng này nữa. Vinamil này đấy, các anh chị chúng ta thấy là Vinamil sẽ rất là còn yếu ha, rất là yếu. Nó sẽ còn tiếp tục gãy đấy, chứ không phải là không đâu. Nó đã xác nhận vẫn đang ở trong cái xu hướng downtrend như thế này này. Thì thôi kệ mở nó luôn nha, cứ kệ mở nó luôn. Thì khi nào mà nó bứt ra được khỏi á, rồi sau đó nó lên được từ những cái vùng mà 94 và 96 nó đã tích lũy lại ở đây á, thì em sẽ tham gia. Miễn sao là nó vượt được cái đường EMA 200 ở đây thì em sẽ tham gia. Còn ở dưới vùng này thì hoàn toàn em sẽ không bao giờ tham gia. Đó. À, các anh chị ha. Rồi, chắc cũng không cần nói gì quá là nhiều đâu. Ngoài ra là có một số mã cổ phiếu nó đi ngược với thị trường như là có HAH này. Nhưng mà nhìn chung là HAH là cũng cả vòng dùng cảng biển ở đây là do là có những cái thông tin tích cực thôi. Nhưng mà cũng nên chốt ra hàng là vừa rồi. À. Rồi, view thêm một lần nữa coi có hy vọng nào cho nhầm dầu khí hay không. Đấy, chủ yếu là nó kéo trụ như là gas thôi chứ mà ghê lắm. Thật sự là ghê. Nói chung là yếu xìu luôn, gọi là BSR chắc cũng sắp đi bụi rồi này ha, BSR chắc cũng sắp đi bụi đấy. Rồi BVS đấy, các anh chị nhớ những cái gì mà em đã có review với các anh chị chúng ta ở những cái nhịp tuần trước không đấy, từ những cái nhịp tuần trước đây này đấy, tuần trước ha em cũng đã view rồi. BVS nó khả năng rất là cao nó về lại vùng 24 tới vùng 25 này là rất là cao, còn mà nếu về cả vùng 21 22 thì chắc còn mỗi cái nịt đấy, còn mỗi cái nịt luôn, dây nịt luôn đó. Đấy thì khả năng là nó sẽ tạo những cái cân bằng ở đây vùng 24 cho tới vùng 25 đó. Thì các anh chị chúng ta cũng hạn chế chúng ta bán ra ở vùng này thôi. Thì coi là nó sẽ còn cái nhịp mà nó nhúng nữa hay không. Chúng ta cũng vẫn chưa biết được bởi vì nó đã tiếp tục nó test lại ở vùng 24 này là tương đối là tích cực và cái volume hôm nay cũng là khá là thấp ha. Thì em nghĩ là vùng này có thể là khả năng là đáy của BVS. Thì chúng ta cứ chờ thêm nhé. Thì có khả năng là khi mà thị trường chúng ta hồi phục lên á, thì những cái mã cổ phiếu dầu khí nó sẽ chạy trước. Đó. Bởi vì nó đã điều chỉnh trước rồi này, các anh chị thấy ha, nó đã điều chỉnh trước rồi. Đấy. VD cũng vậy, VD cũng về cái máng lợn ở ngay vùng đáy trước luôn, lên chả được nhiêu. Nếu mà các anh chị chúng ta để ý thì nó cũng đã đánh này, đánh rất là khó chịu ha. Đấy thì các anh chị chúng ta cũng hạn chế chúng ta bán ra ở đây thôi, bởi vì nó đã về lại những cái vùng đáy này, nó đã tiếp tục nó test như thế này rồi thì việc gì mà chúng ta phải bán ra ở vùng này nữa. Bây giờ chỉ có nước là ôm thôi chứ mà sao mà bán được. Đấy. Đấy, ngoài ra cái compound này đấy, cũng như thế luôn. Tại sao khi mà nó thủng những cái vùng mà hỗ trợ rất là mạnh ở vùng giá 12 như thế này, các anh chị chúng ta không thoát hàng ra mà chúng ta cứ để nó về lại test lại đáy ở đây này. Rất là xấu, thực sự là bao là không phải là một cái mã cổ phiếu mà đáng để mà đầu tư. Đấy, các anh chị chúng ta thấy là VN đấy chúng ta cứ tăng lên mà những mã cổ phiếu này nó lại giảm xuống thì chẳng có cái lý do gì mà em nói thật là chúng ta có thể mua và chúng ta tham gia những mã cổ phiếu này được. Ha. Rồi, thì đó là những cái mã cổ phiếu mà em review trong phiên ngày hôm nay. Thì các anh chị chúng ta nếu mà có cái thắc mắc gì về một số mã cổ phiếu thì các anh chị chúng ta có thể để lại ở dưới phần comment giúp em nhé. Đấy, ngoài ra có DXG hôm nay cũng tăng mém trần này, cũng hồi phục lại tốt ha, nên là ra hàng là tốt nhất. DIG hôm nay em cũng có báo khi mà nó tăng lên về gần 24 em cũng bảo ra hàng đi. Đấy, nó đã gãy cái đường trendline về ngắn hạn rồi. Thì nó về nó test lại này, nó về nó test lại cái nó rơi lại này, các anh chị thấy không? Test lại cái là nó rơi thì có thể là nó về lại, nó quanh lại, nó tiếp tục nó test lại ở vùng 22 nhé. Cứ thế nó sẽ tạo, có thể khả năng nó sẽ tạo đáy ở quanh vùng 22 như thế này. Đấy. Thì cứ nên là có những cái nhịp hồi đến này thì đó là cơ hội rất là quý khi mà các anh chị chúng ta đã không kịp cắt ở những cái điểm hỗ trợ nó gãy ha, thì chúng ta cũng phải cắt khi mà nó có quay lại, nó test lại những cái đường trendline về mặt xu hướng ngắn hạn tăng giá. Đấy. Thì đó chính là những cái kinh nghiệm cũng như là cái bài học mà chúng ta xử lý khi mà khủng hoảng, khi mà có những cái nhịp mà nó bán tháo là như thế nào. Đấy. Rồi, thì xin cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và theo dõi cái video này của em. Thì nếu mà các anh chị chúng ta lần đầu theo dõi kênh thì các anh chị chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh để mà nhận được những cái video thật là bổ ích và kèm theo những cái kinh nghiệm cũng như là cái kiến thức mà em có thể truyền đạt đến với các anh chị chúng ta nhé. Rồi, xin kính chào lại các anh chị nhà đầu tư trong những cái video tiếp theo. Chúc cho các anh chị chúng ta có buổi tối thật là vui vẻ và chúng ta thành công trong cái nhịp mà thị trường chúng ta có khả năng là sẽ rơi. Đã, theo cái góc nhìn của em là nó sẽ còn rơi theo một nhịp nữa, sẽ còn chỉnh theo một nhịp nữa. Và nhịp này chỉnh mạnh thì để tăng lên được ở trong nửa tháng cuối năm. Chứ mà không có một cái nhịp chỉnh mạnh thì việc mà đi lên nó sẽ rất là khó khăn và nó sẽ rất là ì ạch ha. Rồi, xin kính chào lại các anh chị chúng ta trong video tiếp theo nhé.